Chào các bạn, Tết Trung Thu thật vui vẻ nha cả nhà. Trước mắt chúng ta đó là cổng chào nội thị thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời. Hiện tại thì con đường này là con đường chính đi lên trung tâm tỉnh Cà Mau và ngược lại nha. Đài tưởng niệm những người thiệt mạng trong cơn bão số 5 thì ở ngoài cửa biển sông Sông Đốc, cách đây khoảng chừng 3 km. Còn ở đây cách trung tâm chợ dân sinh khoảng chừng 1 km nữa nha. Cơn bão số 5 năm 97 thì mình cũng có đến đây để hỗ trợ về việc tìm kiếm những người mất tích trên biển. Cho nên hôm nay mình muốn trở lại đây để ghi nhận một số hình ảnh. Mấy sân có gào hàng gào này là cơ sở sản xuất cá tôm khô đó cả nhà. Còn mấy căn nhà 5-6 tầng này không phải nhà ở, cũng không phải nhà nghỉ luôn nha. Đó là những căn nhà nuôi chim yến của người dân Sông Đốc đó. Họ xây dựng theo phong cách nhà ở, sau này không còn nuôi chim yến nữa thì sửa lại ở sẽ rất là dễ dàng. Mình sẽ ghi lại một số hình ảnh nơi mà một dấu ấn rất khó quên của nhiều gia đình có thân nhân đi làm nghề biển vào thời điểm đó. Ở các cửa biển mà những người dân họ sống lâu đời thì hầu hết về kinh tế gia đình của họ rất là ổn. Còn như ở tại Sông Đốc này, mình nhìn thấy các doanh nghiệp vừa và nhỏ rất là đông. Và những doanh nghiệp này thì tất cả đều là của người dân địa phương hết. Mấy sân này thì cũng là cơ sở chế biến cá tôm khô đó cả nhà. Trời mưa thì họ sẽ sấy khỏi phải phơi, còn nếu trời nắng thì họ sẽ phơi để giảm bớt về vấn đề chi phí. Hôm nay mình đi ghi hình thì thời tiết cũng không có tốt cho lắm nha. Còn đây là cơ sở sản xuất hãng nước đá Quang Bình. Chủ doanh nghiệp này cũng dân đại gia Sông Đốc cũng đó cả nhà. Hàng rào đẹp quá trời. Con đường này là đi xuống trung tâm cảng cá Sông Đốc này. Ở khu vực này có khu chợ mới thành lập và gọi chung là chợ cảng. Nói đến cơn bão Linda làm cho chúng ta liên tưởng đến câu thần ngữ là năm thìn bão lụt. Năm Giáp Thìn 1904 cũng có cơn bão từ biển đổ bộ vào đất liền với cường độ rất là mạnh và bán kính cũng rất là rộng. Nhưng vào thời điểm đó thì chưa có thiết bị để đo đạc về sức gió nữa. Từ năm Giáp Thìn tính đến năm 1997 thì đã hơn 90 năm mới có cơn bão quay trở lại ở miền Nam. Khu chợ cảng này mới thành lập mà nhìn thấy thì cũng rất là rộng và nhộn nhịp, thì cũng không có thua gì chợ lớn nha. Thành lập thêm khu chợ dân sinh ở cảng này nữa thì ở Sông Đốc lên đến 4 khu chợ nha. Chợ lớn, chợ nhỏ, chợ xẻo quao và khu chợ cảng.
Con đường này thì đi vào nhà máy xây bột cá Sinh Việt. Nhà máy xây bột cá Sinh Việt thì có mặt ở đây trước năm 97, trước năm cơn bão số 5. Ở miền Trung, miền Bắc mỗi năm phải chịu ảnh hưởng rất là nhiều cơn bão, nên người dân có rất là nhiều kinh nghiệm về phòng chống. Còn ở miền Tây, người dân không từng sống chung với bão nên chủ quan và cũng không có kinh nghiệm, cho nên bị thiệt hại rất lớn về người và tài sản. Chúng ta còn phải đi qua cầu Rạch Ruộng nữa mới đến với chợ nhỏ và chợ lớn nha. Và tiếp đó mới đến với đài tưởng niệm những người mất tích cơn bão số 5. Trước mắt chúng ta đó là cầu Rạch Ruộng đó cả nhà. Qua cầu Rạch Ruộng này mới đến với chợ nhỏ và chợ lớn Sông Đốc. Ở phía bên tay trái của chúng ta đó là cửa sông Ông Đốc. Tại vì mình đứng phía sau hậu đồn biên phòng khu vực quân sự cho nên mình không có ghi hình cửa sông được. Con gạch nhỏ nhỏ này gọi là kênh Cùng nha cả nhà. Ở phía bên cầu bên kia có mấy chiếc vỏ đẩy te chạy toàn là máy 68 không đó cả nhà. Lúc trước thì đẩy te chỉ sử dụng máy 23 thôi. Trong cơn bão số 5 thì tất cả những thi hài được tìm kiếm trên biển tất cả đều tập trung về sân này. Và sau đó thì cũng xây dựng tượng đài trên vị trí này luôn nha. Ở phía dưới chân của tượng đài là mũi của một con tàu đang vươn mình ra biển cả. Phía bên hông tượng đài với dòng chữ là ngày 2 tháng 11 năm 1997 nhằm ngày mùng 3 tháng 10 năm Đinh Sửu. Mình nhớ trong dân gian có câu thành ngữ là ông tha mà bà không tha, đánh cho một trận mùng 3 tháng 10. Dấu ấn câu dân gian ấy chính là đây nha. Ở mặt trước của đài tưởng niệm với những dòng chữ bão số 5 Linda đã gây thiệt hại chết 128 người, mất tích 1.164 người. Cái này là số liệu thống kê tại Sông Đốc nha cả nhà. Tàu thuyền hư hỏng 574 chiếc, tàu thuyền mất tích 318 chiếc, tổng thiệt hại về vật chất ước tính 2.711 tỷ đồng. Đảng bộ và nhân dân Cà Mau mãi mãi ghi nhớ biết ơn những đồng bào bà con ngư dân đã đóng góp mồ hôi nước mắt cho quê hương hôm nay, đã vĩnh biệt chúng ta. Vâng, xin cảm ơn tất cả các bạn đã xem qua video và hẹn gặp lại video tiếp theo nha.